Vâng. Thì đầu tiên em xin giới thiệu, em là Nguyễn Nhân Thành, học học viên của lớp Java Web 15. Thì sau đây em sẽ demo chương web của mình. Thì đầu tiên xin phép với chị trước là do tuần trước khá là bận. Nên vậy thì đầu tuần này em mới bắt đầu làm được nên web của em còn thiếu khá nhiều chức năng. Nên xin chị thông cảm cho em. Không có vấn đề gì, chị sẽ đợi. Thì đầu tiên đây là trang đăng ký. Thì cái này em cũng chưa bắt lỗi gì cả. Sau khi đăng ký xong thì nó chuyển sang đăng nhập cho mình luôn. Thì chương trình của em cũng có một số chức năng cơ bản như tìm kiếm sản phẩm, view sản phẩm, chi tiết sản phẩm, đánh giá sản phẩm và giỏ hàng. Thì đây là phần chi tiết sản phẩm. Ở đây có phần đánh giá. Đây là phần đánh giá của em. Đây em có thể add vào phần giỏ hàng. Thì đây thông tin của giỏ hàng đây. Cái nó bị lỗi thì và đây là danh sách sản phẩm. Danh sách sản phẩm thì em có thể sắp xếp theo giá hoặc theo đánh giá của mình. Đây nó sẽ view từ thứ tự từ tăng dần à từ giảm dần. Vâng, đây là một số phần đánh giá nổi bật. Thế em đã view trên đây rồi. Đây phần giỏ hàng. Thanh toán khi ta đăng nhập thì những thông tin cơ bản như tên và email thì nó đã được lưu sẵn đây rồi. Thì ở đây em vẫn chưa code thông báo gì cả nên nên nó liên redirect hết về trang home. Nếu là phần tài khoản mình đăng ký thì nó sẽ chuyển về trang trang người dùng, còn nếu mình sử dụng tài khoản admin thì nó chuyển về trang admin. Đây. Một số sắp xếp để tìm kiếm. Thì phần bên admin em vẫn chưa chưa em chỉ mới làm được một số chức năng cơ bản. Đây là phần quản lý product, còn đây là phần quản lý category hay order. Thì phần bên này thì em vẫn chưa làm xong. Sau đây là một số chức năng cơ bản chương trình của em. Xong rồi là Thành. Sao vâng.